đi chơi mà. Để đi ăn mà... đi chơi. Đó, trả lại lẩu. Để cầm cho. Cầm đi. Alo. Ăn lẩu buffet đâu? Ở đâu? Lẩu còn buffet gì? Cái đó là cái bản gì? Lẩu hả? Lẩu gì mới được chứ? Có địa chỉ không? Hỏi xong rồi bắt đầu hả? Ấy qua bên mẹ đi. Địa chỉ. Mất tính rồi, nó hơi đấy, địa chỉ gì buffet rau 100 mấy ngàn ngần. Gì tự nhiên buffet. Ăn lẩu gì lẩu gì buffet không kiểu như các loại rau đó. Không, trời ơi, bia lẩu bo đây qua bên đây thấy bên kia đẹp đó. Hồi nãy mình đâu có thấy cái đó đâu mà giờ cái đó, cái nhà thường ta đã đốt đèn tiếu đi ba, cái đèn này dụ mình quá trời thôi. Rồi thôi cho đường địa chỉ đi. 100 mấy. Rồi thôi cho địa chỉ đi. Ủa chạy đâu vòng vòng hoài ta. Đi qua chỗ đó đó. Ở lại khách sạn trước rồi về khách sạn chứ làm sao. Không, bây giờ đang ở ngay chỗ hồ sông Hương. Thì chơi chứ làm chi. Nó chỗ đa bốc xe đa tượng. Có. Giờ ở đó xong bắt đầu mới đi ăn là về. Dạ kẹp xe ở đó đó. Địa chỉ con gửi qua bên nơi nào cái của con hả? Zalo hả? Mà tao không biết. Có mạng mới mở được hả? Mà giờ bây giờ ngoài đường sao mở mạng? Đọc cái số điện thoại của em cho nó gửi qua. Đọc cái số điện thoại của chú Liêm mà. 0903. 0903. 833. Đợi chút, đợi từ chút. Từ nó ghi chứ nó bất tử, nó đâu có nhớ. 0903. Cẩm Túc Cầu kè. 833. 833. 672. 672. Gửi qua đó. Chú Liêm xài 3G. Đúng rồi, gửi qua chú Liêm. Tiếng Quốc đó con. Tiếng Quốc á. Mẹ ra tới đây còn hỏi về trở về trọng.
cái bãi xe đậu đây hả? Xa lắm rồi nha, xa lắm. Đâu rồi. Có đi lại qua bên kia kìa. Tới rồi sao xa? Đó cái cổng của nó đó. Ờ. Thì bây giờ thì vậy. Đi. Giờ tấp vô đây bỏ khách đây. Tấp ở đó bỏ khách xuống. Tấp ở đây nè. Tấp lại gần đẳng kìa, dạ, đây đâu đâu tút đây gì vậy sao đó mẹ. Bỏ xuống chân. Lại đẳng được cơ. Gần đi. Thì ba mới đi được chứ. Alo. Chú Liêm chặn tin nhắn của người lạ hả? Rồi cứ gửi đi chị, chú mở lên. Rồi chú mày xe bỏ mẹ đi vòng thôi mà chú mày mở lên. Hội chợ. Giữa hội chợ quá. Chỗ gửi xe đó con ngược lại á nè, yeah. Ngay góc này nè con lại đó con gửi cái gì không một lát nữa cứ đứng bên đó nè, đứng bên bờ hồ nè, đứng ngay đây nè, đứng ngay chỗ xe trắng á. Rồi cái cổng này vậy không rồi, điện rồi. Cái con lại rước rồi đi okay. đi mau xong rồi để điện cho chú xong bắt đầu đi ăn nghe không. Rồi thì lát nữa ra cứ qua bên kia đường vậy không rồi, bên kia đường. Bên kia đường chỗ nào đây nè, ngay mong xe nè, đứng đối diện cái cổng này là được à. Đứng đối diện cổng này ra rước thôi. Chạy lại. Alo. Alo. Ở trong cái địa chỉ ở trong cái tấm giấy hả? Rồi bây Lê Cura. Rồi giờ để rồi để chờ, cho đầu đi thả xuống mà giờ động được rồi. Rồi. Nhưng mà ghê vậy nè. Nhanh chóng vô đi nhảy xuống thì. Đồ nhiều món. Mà mẹ ngủ dậy sáng quá ăn cũng có đổi nữa. Ăn từ từ 6 giờ rồi đó tranh thủ ăn. Đó, rồi sát vô đó. Rồi thôi nha không? Không được bị xe bên hông. Để hồi xe chạy cái mình không đi. Rồi. Không xuống được phải không? Để Thôi đừng có đi rồi. Vô đây để hội chợ với mẹ nó. Rồi. Đi đâu vậy? Để chú Liêm mày nè, hả? Đi vô hội chợ rồi, chở ra chú Liêm mày rước đi ăn. Nè, bước xuống đây. Rồi chú Liêm coi cái tờ giấy á, nó có ghi giùm nó đó, bên phải rào. Rồi được rồi, xuống đi. Trăm mấy, ăn trăm mấy.